Vận may một phần do người, hai phần do trời. Bởi vậy mà cổ nhân đã có câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong ba yếu tố kể trên thì con người chỉ làm chủ được một nhân tố mà thôi. Mặc dù biết rằng là đức năng thắng số dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình, thế nhưng mà chúng ta có thể nâng cao khả năng tự tạo ra vận may của chính bản thân mình. Nhưng mà ta cũng không thể nào phủ nhận được rằng ai trong mỗi chúng ta cũng mong là ông trời luôn ưu ái cho bản thân mình hai phần còn lại, đúng không ạ? Trước khi mà ông trời ban phát vận may cho một ai đó thì thường là sẽ có những dấu hiệu báo trước để tạo những cơ hội cho bản thân họ. Tuy nhiên, không phải là ai cũng nhận ra những dấu hiệu này để có thể tận dụng được thời cơ một cách tốt nhất. Và kết quả là khi cơ hội đến, ta có thể chưa sẵn sàng để tận dụng hết 100% tiềm năng của vận may này. Vậy nên, khi mà bạn chuẩn bị đón vận may đến, hãy chú ý đến những dấu hiệu báo trước này và tận dụng chúng để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bản thân mình. Ngày hôm nay, hãy cùng với Hiểu Về Tâm Trí, chúng tôi cùng với bạn sẽ khám phá và bắt kịp được cơ hội trước khi mà chúng biến mất khỏi cuộc đời của bạn. Hãy xem đến hết video này để có được câu trả lời các bạn nhé. Trước khi bắt đầu với nội dung chính của ngày hôm nay, Hiểu Về Tâm Trí muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị vì đã ghé thăm và ở lại trong video này thay vì là có hàng ngàn các video ngoài kia. Và chúng ta hiểu rằng có một cái duyên hay là vũ trụ và Chúa muốn gửi gắm một điều gì đó thông qua video này, và chúng tôi mong rằng các bạn có thể đón nhận được thông điệp này một cách cởi mở. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 dấu hiệu thông báo là vận may sắp sửa ghé thăm các bạn nhé. Và rồi thì chúng ta có thể chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để đón nhận những thời cơ đến với các bạn một cách dễ dàng. Hiểu một cách đơn giản nhất thì may mắn đại diện cho những điều tích cực đến với mỗi con người theo một cách ngẫu nhiên, không có sự sắp đặt trước. Tất cả chúng ta thì không thể nào mà lên kế hoạch để đón may mắn, mà chỉ có thể ngồi đó và hy vọng rằng nó sẽ đến với bản thân mình. Hơn hết, sự may mắn thì mang lại nhiều ý nghĩa ở cả phương Đông và phương Tây. Trong cuộc sống muôn màu này thì không phải lúc nào cũng tồn tại may mắn, không phải là ai cũng phải chịu khổ cả đời. Vì vậy, cũng chẳng có ai mà cứ đón nhận vận may suốt cả năm cả. Thế nên là nếu vận may đến, vận may thì được coi như là một món quà mà chính ông trời, vũ trụ và Chúa đang ban tặng cho chúng ta. Sự xuất hiện của vận may thì đem lại một luồng gió tươi mới, những điều tốt đẹp cho cuộc đời của con người trong thời điểm đó. Chính vì là không phải lúc nào cũng có vận may, thế nên là khi vận may đến thì chúng ta cần phải trân trọng và đón lấy nó. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng bật mí với các bạn về 4 dấu hiệu mà nhất định là bạn cần phải lưu tâm khi mà thời cơ đến. Chỉ cần có 1 trên 4 dấu hiệu này mà quý vị tận dụng được thôi thì Hiểu Về Tâm Trí xin chúc mừng các bạn. Và hãy mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta cùng đến với dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu 1, đột nhiên bạn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ người khác. Mục đích của sự giao tiếp giữa các cá nhân chính là việc trao đổi giá trị. Và khi ai đó sẵn sàng kết giao hoặc là giúp đỡ bạn thì điều đó có nghĩa là bạn có một giá trị nào đó để trao đổi với họ. Thế nhưng mà khi chúng ta bất ngờ nhận được sự giúp đỡ nào đó từ một người khác, đặc biệt là những người xa lạ mà bạn không quen biết trước, thì chắc chắn điềm báo tốt lành đang ở phía trước. Họ đang sẵn sàng giang tay để cứu giúp chúng ta trong lúc nguy nan mà không mang tới lợi ích cá nhân. Đó được gọi là hành động tạo phước báu. Cổ nhân từ xa xưa thì gọi đó là bậc quý nhân, được thần cử đến để giúp đỡ con người thoát khỏi những cảnh khó khăn và bế tắc. Nhiều người thì luôn cầu mong là mình có số quý nhân phù trợ để thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Thế nhưng mà họ lại không hề biết rằng quý nhân vốn dĩ là những người ở bên cạnh và xung quanh chúng ta mà thôi. Đầu tiên, quý nhân chính là những người mà sẵn sàng cho bạn vay tiền. Thứ hai, đó là những người cho chúng ta những lời khuyên bổ ích, những người chỉ đường dẫn lối để chúng ta đi đúng hướng và đạt được mục tiêu của bản thân mình. Thứ ba, là những người đối xử với ta một cách chân thành. Họ không rời đi khi bạn gặp khó khăn và gian khổ. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn luôn đối xử tốt với mọi người và bạn luôn có lòng biết ơn thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ hơn nữa trong cuộc sống này. Và để nhận được sự trợ giúp ngẫu nhiên như vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy cùng cho đi và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta đừng ngần ngại khi mà cứu giúp một ai đó khỏi bể khổ, khó khăn, hoặc chỉ đơn giản là bên cạnh những người thân của chúng ta khi mà họ gặp khó khăn và buồn phiền. Bởi vì bất cứ lúc nào ta cũng có thể lâm vào những hoàn cảnh tương tự như vậy. Việc giúp đỡ người khác cũng chính là chúng ta đang giúp đỡ chính bản thân mình.
Dấu hiệu thứ hai, đó là tâm của bạn lặng như nước khi đối mặt với những sự cố. Các bạn thân mến, tâm lý của con người thì thường bị chi phối bởi mọi vật. Gặp những điều ưng ý thì bạn cảm thấy rất sảng khoái, đạt được một chút lợi ích thì sẽ cảm thấy mãn nguyện, và được khen thì cứ vui mừng hớn hở, rồi khi bị chê thì mặt sẽ buồn rầu ra mặt luôn. Khi con người đứng trước nguy nan thì thường cảm thấy sợ hãi. Những lúc cuộc đời êm ả có thể khiến cho con người quên đi những muộn phiền trên thế gian này. Thế nhưng mà trong cuộc đời của bất kỳ ai, khi gặp khó khăn ập đến mà người đó vẫn có thể giữ được nội tâm an hòa để có thể vượt qua, thì đó là một người không hề tầm thường. Để đạt được cảnh giới đó thì con người phải thực sự giữ được một cái đầu lạnh, quản lý được cảm xúc của chính bản thân mình. Như là thiền sư Thích Nhất Hạnh thì từng nói, mọi sự xảy ra trên cuộc đời này đều mang theo một ý nghĩa, đó là thử xem tâm ta phản ứng như thế nào mà thôi. Dù đó là những điều tồi tệ nhất thì bạn cũng chỉ cần là cứ luôn cởi mở và bao dung, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh, đối phó với mọi hoàn cảnh một cách tự nhiên. Và nếu như bạn không thể bình tâm, lòng bạn thì cứ nóng như lửa đốt, thì nó chỉ càng khiến cho mọi thứ rối tung lên và trở nên bế tắc hơn mà thôi. Vì vậy, dù là thuận lợi hay nghịch cảnh, cũng từ đó mà dễ dàng tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề của bản thân mình. Nếu một người có tâm hồn đẹp thì sẽ không bao giờ gặp xui xẻo cả, bởi vì họ luôn có cách để khám phá ra những khía cạnh đẹp đẽ trong những biến cố, và thậm chí là những sự việc không may xảy ra, thì bằng những con mắt lạc quan và cái tâm tĩnh lặng trước biến cố, con người vẫn có thể nhìn ra được những điều tích cực dù là nhỏ bé nhất. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng, mặc dù là chuyện tốt hay xấu, thì thực sự chúng đều có liên quan đến bản thân sự vật, sự việc. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta về sự vật, sự việc đó. Trong cuộc sống hàng ngày, sẽ có những điều tốt và xấu, có những điều hay và không hay xung quanh chúng ta. Hiểu và tâm trí mong muốn là bạn sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, tích cực, luôn giữ bản thân mình ở một cái tâm lạnh như nước. Khi đạt được cảnh giới đó, thì tự khắc mọi thứ sau này sẽ trở nên suôn sẻ, may mắn và thuận lợi. Dấu hiệu thứ ba, bạn đột nhiên mong muốn giúp đỡ người khác. Đột nhiên bạn mong muốn giúp đỡ người khác, đó là một dấu hiệu báo rằng bạn sắp gặp được phước báo. Bạn có cái tâm từ bi với người khác, và lương tâm từ bi, bạn đang chưa bị thui chột và bạn sẵn sàng từ bỏ đi của cải của bản thân mình. Nghĩa là bạn đang không bị dục vọng chi phối, bạn không bị cảnh giới tham sân si tác động đến. Làm việc thiện thì sẽ gặp được thiện báo, hành thiện giúp bạn, bạn sẽ được những người xung quanh yêu quý, làm việc gì thì cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bạn thấy người khác tốt, chúng ta vui mừng chúc mừng. Thấy người khác không tốt, chúng ta lo lắng và buồn thay cho họ. Ngoài ra, bạn có thể dùng hết khả năng của bản thân mình để giúp họ vượt qua những khó khăn, thì đó là một cái tâm nhân hậu. Có cái tâm nhân hậu này rồi thì bạn không cần phải lo lắng là mình không có phước báo. Nếu mà lúc nào chúng ta cũng nuôi dưỡng một tâm thiện, khen ngợi công đức của người khác, có năng lực tận tâm tận lực, làm được như vậy thì chúng ta đang tích lũy được phúc phần rất lớn đó. Dấu hiệu thứ tư, những giấc mơ đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc đời bạn. Trước đây bạn là người rất là ít khi nằm mơ, hoặc là nếu có mơ thì cảnh trong mơ cũng không rõ ràng. Bỗng nhiên trong thời gian này, bạn xuất hiện những giấc mơ rất đẹp và nó cực kỳ rõ ràng. Khi bạn tỉnh dậy thì bạn có thể nhớ lại được giấc mơ đó một cách rõ ràng là nó là những giấc mơ đẹp. Tôi ví dụ như là bạn mơ thấy là mình vượt qua một cái nơi lầy lội để bạn gặp được một con đường bằng phẳng, rộng rãi. Cũng có thể là bạn đã thấy là mình đi từ bóng tối ra một chỗ nơi có ánh sáng, hoặc là bạn bỏ lại những gánh nặng và nhẹ gót bước đi. Đây đều là những giấc mơ mang lại những tín hiệu rất tích cực. Tâm trạng của bạn thoải mái cũng là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang kéo những vận may đến với bản thân mình. Có những người không coi trọng những tín hiệu được truyền ra từ những giấc mơ, bởi vì họ cho rằng điều đó là không có căn cứ, nó thực sự viển vông và không xác thực. Thế nhưng mà từ xa xưa đến nay thì những điềm báo may mắn thông qua những giấc mơ là rất phổ biến. Vì vậy, hãy nắm lấy những thời cơ này khi mà có những giấc mơ kể trên xuất hiện. Bạn hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái để đón nhận những vận may sắp tới bạn nhé. Thực tế là cơ hội thì được chia cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, cách mà đón nhận may mắn và tận hưởng may mắn đối với mọi người thì cũng khác nhau. Và ngay bây giờ, Hiểu với Tâm Trí muốn chia sẻ với bạn về những cách để bạn có thể giữ được lại may mắn lâu hơn trong cuộc sống của mình. Đầu tiên,
Một trong những bí quyết để bạn tạo ra một không gian sống may mắn và tư duy tích cực đó là bạn thường xuyên thanh lọc không gian bằng những hương liệu tự nhiên, ví dụ như là thảo mộc hoặc là muối. Nó đều là những vật dụng đến từ tự nhiên và gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Phương pháp này được coi là rất hiệu quả trong việc loại bỏ đi những năng lượng tiêu cực, tạo ra sự thuận lợi để đón nhận may mắn và tài lộc trong cuộc sống của chúng ta. Cụ thể thì cách làm này giống như là bạn đang tẩy uế đi nhà cửa, loại bỏ đi những điều không tốt để dẹp đường cho những điều tích cực đến với cuộc sống của bạn. Những điều không may hay là những điều không thuận lợi trong quá khứ sẽ được rửa sạch và thay thế bằng những điều mới mẻ và tích cực hơn. Vì vậy, hãy cùng nhau để thực hiện và tạo ra những không gian sống tích cực, hấp dẫn, may mắn trong cuộc sống của bạn mỗi ngày bạn nhé. Thứ hai, bạn có thể đặt nhiều cây xanh ở trong nhà, đặc biệt là những khu vực có ánh sáng nhiều. Cây cỏ không chỉ làm cho không gian chúng ta trở nên tươi mới và xanh tốt, mà ngoài ra nó còn mang lại sức khỏe và phúc khí. Việc trồng nhiều cây trong nhà thì không chỉ làm tăng cường sinh khí mà còn giúp bạn thu hút và giữ lại được những năng lượng tích cực. Hãy tận dụng sức sống của cây cỏ để tạo ra một không gian xanh, tích cực và thuận lợi cho những may mắn và tài lộc của bạn. Thứ ba, tuyệt đối không giữ gương vỡ ở trong nhà. Nếu như mà gương của bạn mà đã bị vỡ thì tuyệt đối là không để qua đêm. Hãy bọc chúng lại một cách cẩn thận và vứt nó đi xa ngôi nhà của bạn, càng xa càng tốt. Người phương Đông thì cho rằng gương là con đường liên kết đặc biệt với nhiều thế giới xung quanh. Bởi vì vậy, họ rất là kỵ với gương vỡ, không vứt lung tung các mảnh gương vỡ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận, phúc khí của gia đình bạn. Thay vào đó, bạn có thể đặt gương vào những vị trí phong thủy của gia đình để đón nhận những điều may mắn. Và cuối cùng là hãy dành thời gian để cầu nguyện gia tiên. Các vị thần Phật khi mà đến chùa, đền, miếu để cầu mong bình an, may mắn cho gia đình và bản thân bạn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn luôn dành thời gian để nhắc nhở các bạn về việc là chúng ta cần quay lại bên trong của bản thân mình để tìm được những sự bình an chân thật nhất của con người mình. Khi bạn tìm được sự bình an trong con người bạn, bạn có thể kết nối được với những năng lượng tích cực, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình một góc độ tích cực và từ đó thì bạn sẽ thu hút được những năng lượng tích cực đến với cuộc sống của bản thân mình. Việc mà chúng ta cầu tấu lên các vị thần hay là vũ trụ rồi là cả Chúa để có thể là họ chứng giám cho lòng thành của ta, từ đó che chở, bao bọc cho chúng ta. Khi con người có lòng tin và những đức tin, chúng ta cũng cảm thấy là mình luôn được an toàn và luôn có quý nhân phù trợ, điều lành mang đến, điều dữ mang đi. Vì vậy, hãy thường xuyên cầu nguyện và đón nhận cũng như là giữ lại những may mắn trong cuộc sống của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Hiểu về Tâm Trí có chia sẻ với các bạn về 4 dấu hiệu nhận biết là những vận may và thời cơ của bạn đang đến. Ngoài ra thì cũng là 4 cách để giúp bạn có thể giữ lại những may mắn một cách lâu hơn với cuộc sống của bản thân mình. Đó là những cơ hội lớn để giúp chúng ta tiến nhanh hơn một bước với những mục tiêu của bản thân mình. Có một câu tục ngữ là nghèo thì lâu mà giàu thì nhanh. Một số người đã đạt được những giàu có thông qua sự làm việc chăm chỉ, tích lũy và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng không có ít người họ trở nên giàu có vào vận may và sự xuất hiện của thời cơ. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cách để nhận biết và nắm bắt được thời cơ, chớp lấy cơ hội, bởi vì thực tế là không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cơ hội đó. Khi mà có những dấu hiệu của sự may mắn, của những thời cơ xuất hiện, chúng ta cần phải chuẩn bị một tinh thần chu đáo để tận dụng mọi cơ hội một cách tối ưu nhất và đạt được kết quả mà bạn mong muốn một cách nhanh nhất.